Dạ xin kính chào cô chú anh chị ngày mới tốt lành ạ. Dạ cũng khá lâu rồi ạ. Bây giờ thì mới được chỉ thị nhà nước hạ xuống 15 thì mới được nới lỏng cho bà con mình dễ buôn bán, dễ làm việc. Thì hôm nay em mới ra đường lại thì em cũng xin em đến chợ Cái Xài. Dạ kính thưa cô chú anh chị và các bạn, đây là chợ Cái Xài nha. Hôm nay em đến em sẽ review lại quang cảnh chợ để cho bà con mình tham khảo. Bởi vì những ai mà đã từng biết đến chợ này, đi chợ này thì xem lại sẽ cho đỡ nhớ ha. Và nếu mình đã định cư ở đâu hay làm việc ở đâu mà vì điều kiện không thể vì điều kiện dịch bệnh mà không thể về nhà thăm gia đình được thì là xem lại để cho đỡ nhớ quê hương mình ha. Dạ và nếu có dịp nào đó về ngang chợ này thì bà con mình hãy ghé ngang chợ để ủng hộ tìm lại những món ăn, những hương vị mà mình ưa thích nha cả nhà. thẳng gan có đường một hả? Dạ đúng rồi, chính xác, ấm áp miền Tây nãy giờ mình với nhau không đó, chính xác ở Phú Hà 2 đó, đúng chính xác rồi, là lên kênh YouTube đó. Đó hôm bữa quay Mương Lớn đó, bữa cũng bữa mới vừa vừa nãy xong cái là đi quay lại được, quay bà con cũng hưởng ứng quá trời luôn. Hợp tác với chị luôn quay đó. Dạ không thì ai yêu cầu quay con mới quay cô ơi, chứ không mấy có người ta không đồng ý quay con không có quay. Trời ơi. Có đâu? Sao đừng quay tôi? Có đâu? Nãy giờ một gì? Bây giờ tao quay rồi là bộ không quay. Có đâu? Tao quay rồi. Thôi em đi qua quay bên cái hàng bên này. Hôm trước rồi cũng quay mắm cho bà con mình, cũng mắm ở đây ngon lắm. Mắm ngon lắm. Dạ, hôm trước. Dạ giờ kệ đi được rồi, hôm qua quay ở chợ Kiến An, bữa nay quay ở đây. Dạ. Đây là những cái bó rau đồng của mình nè cả nhà. Rau thiên nhiên đó, cái này là rau rau hái hả cô? Dạ rau hái, không biết rồi, cái này là rau nhãn lồng hả cô? Nhãn ha? Lồng, dân nhãn lồng. Ngon quá trời nè cả nhà ơi. Ngon tèo con. Dạ. Mấy tháng nay rồi có sự giãn cách cho nên là không có được chợ này sang chợ kia, còn bây giờ thì nhà nước mình cũng nới lỏng cho bà con mình dễ buôn bán làm ăn rồi, cho nên là chỉ có cái là không được huyện này sang huyện kia thôi cả nhà, chứ còn mình ở trong xã hay hoặc là xã này sang xã kia thì được, bởi vì khu vực của mình ở đây thì cũng vẫn còn cũng chưa đến nỗi mà phải báo động đỏ đâu ạ. Dạ thì hôm nay cũng khá là lâu rồi, mấy tháng rồi em cũng mới quay lại chợ này để quay lại những khung cảnh bà con mình buôn bán nè, thân thiện vui vẻ như thế nào cho những cô bác anh chị xa gần xem lại thì cho đỡ nhớ nhà, bởi vì không do dịch bệnh mình không thể nào về thăm lại quê nhà, không thể nào mà đi lại những cái khu chợ như thế này để tìm lại những món ăn quen thuộc thì xem lại cho đỡ nhớ nhà ha cả nhà ha. Dạ. Dạ đây là chợ Cái Xài nha cả nhà. Khu bên này là bán rau củ nè, hàng hóa rất là phong phú. Cô khỏe hả cô? Tại vì từ hôm giờ nó đâu có được cho đi đâu đâu cô. Bây giờ thì nhà nước mình nới lỏng cho rồi thì để nới lỏng một chút xíu cho bà con mình dễ buôn bán làm ăn rồi đi lại đó cô. Cho nên mình ở xã này mình sang xã kia được. Nhưng mà với điều kiện mình cũng phải mang khẩu trang rồi bảo vệ rồi đo thân nhiệt rồi đó cô. Dạ. Để tránh sự lây lan đó, cho nên bây giờ con mới đi được. Dạ. Cô đi chợ hả cô? Dạ cô ở đây. Dạ. Lâu lắm rồi con đi lại đây thấy bà con mình buôn bán cũng vui quá. Quay đi, quay cho dạ. Nhiều lắm. Dạ. Thôi các cô bán hàng đi ha, con đi quay chút xíu nữa. Dạ, chợ Cái Xài.
Ủa chị, cái trái đó trái gì chị? Trái cóc. Trái cóc. À. Cóc thái. Dạ, nó chùm chùm ha, cóc mình đâu có chùm chùm vậy đâu. Cái có nặng nhãn ký à. Dạ. Chứ mùa này á toàn là mình người ở khu vực này đi không à, chứ đâu có ai lạ tới đâu mà. Không có đi bán đâu được. Dạ, không đi bán đâu được nữa. Cái gì cũng rẻ hết trơn. Dạ. Đây là cóc thái. Em không biết bên chợ cá người ta cho bán chưa hay em thấy dằn gì? Cá có, đi cái ngã đó đi xuống. Xuống dạ. Đi xuống nó có cái đường đi xuống đó. Người ta cũng có đo thân nhiệt đó. Dạ thì đo thân nhiệt thì đo thân nhiệt rồi, tại vì mình cũng cũng khỏe mạnh, mình không gì cho nên cũng không có đo cũng không gì, nhưng mà điều cái là hôm bữa thấy dằn dây á, tưởng là dằn dây là không cho bán á. Dằn dây ta cũng chặn như vậy đó. Dạ dạ. Hôm qua thì con quay ở chợ Kiến An. Dạ, cũng đo thân nhiệt cũng mấy vậy đó. Rồi hôm có cũng ít. Dạ. Rồi hôm nay thì đi xuống đây quay chợ này. Thôi con đi nha, cô bán hàng ha. Hello. Trời ơi, dễ thương chưa? Xin chào. Xin chào ngày mới tốt lành mấy cô nha. Bệnh Covid buồn quá. Dạ buồn ấy ẩm. Rồi hổm giờ có bán không hay là mới bán rồi bữa nay hả? Bán bình thường, ngày hôm qua nghỉ. Hôm qua sao nghỉ? Hôm qua là do ngày vệ sinh. À, chủ nhật. À thì ra là vậy. Coi như là người ta phun xịt đồ khử trùng chợ đó ha. Nhưng mà bây giờ là ở đây là khốn khổ rồi, bệnh dịch Covid giết rồi, bà con cô bác ai bán cũng ế hết. Trời ở đâu cũng vậy hết á người đẹp ơi, ở đâu cũng vậy hết, chỗ nào cũng vậy. Hôm em quay chị lên. Chuyện mà không bằng mà con gái tôi bỏ quay trên lưng lớn. Nó bán bánh mì mà nói chuyện lưng 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 lưng. Đây là người đẹp. Đây là người đẹp của chợ Cái Sòi. Dạ, à, dạ. Người đẹp nhất Cái Sòi luôn. Đó. Coi như từ hôm bữa giờ ha, từ hôm bữa giờ là em đi quay là từ hôm bữa mà hạ chỉ thị xuống đó. Cho nên cũng mừng với lại mời bà con mình được cũng đi ra đường cũng không phải là tự do nhưng mà có công có việc gì đó như em đi làm như vậy. Nhưng mà hôm nay là chợ này là chỉ nhìn thấy khẩu trang không chứ không thấy mặt. Đúng rồi, thôi khỏi thấy mặt đi khỏi. Chết đi được. Chứ biết rồi. Hôm nay là bà đẹp lắm luôn rồi đó. Nhưng mà do là có bịt khẩu trang lại. Thôi khỏi thấy mặt đi. Mình phải giữ an toàn cho mình như vậy, mình chấp hành đúng gì thì bà con mới để cho mình buôn bán chứ ơi nhà nước. Đầu là không thấy mặt là buồn lắm luôn á. Thì ai cũng vậy mà, như em cũng vậy nè, có thấy mặt đâu. Muốn thì bỏ ra nhìn cái rồi đeo vô vậy thôi chứ. Chứ đâu, mình phải giữ sức khỏe cho mình chứ chị đâu có biết ai lây không lây đâu phải không? Đúng rồi. Đó. Nhưng mà ở chợ Cá Sòi này là an toàn lắm. Đó, dùng xanh luôn đó nghe. Phải không? Đúng luôn. Hôm đó là nghe nói sao làm em tụi em ở bên Mương Lớn tụi em cũng sợ cũng chết. Ở đây là chính xác nghe. Chứ em cũng sát đây vậy, em cũng Mương Lớn ở đây cũng sát đây vậy. Đây là người ta im lắm đó nghe, người ta tuân thủ luôn đó. Chị ở đây mình cũng chung một xã với Kiến Thành phải không? Dạ đúng rồi, nó dạ. Thấy đó nhưng mà ở đây là người ta tuân thủ lắm, bây giờ Kiến Thành là sạch sẽ vô cùng nha. Trời ở đâu cũng vậy nghe, ở chợ Mương Lớn cũng vậy đó. Em quay rồi, em đăng lên là bà con cũng hưởng ứng dữ lắm. Đúng rồi. Mỗi ngày bán bao nhiêu ký giá này chị? Một ngày bán 100 ký giá. Ôi trời ơi, xỉu luôn, giỏi dữ ta. Rồi móng dơn ha. Đâu có nhiều đâu ha. 100 ký dấu 1 triệu mình lời phân nửa, mình lời 5 triệu. Trời ơi, tội nghiệp chứ không ngại lời con chỉ vàng à. Nói chuyện cưng nghe không? Nói chuyện sốc dễ sợ luôn. Giờ mình lời đó, mua nửa cái giá này là tiếp tay cho lời được bao nhiêu ta? À, mấy phần rồi, mấy phần vàng. Cái 2000 giá. Nói chuyện nghe cưng chết được luôn vậy. Thôi mấy nha. Đó thấy không, lo làm bà tám thấy chưa, ta mua nửa ký bán có mấy trăm gà mà thấy chưa. Thấy chưa, thôi đọc chị bán hàng mừng quá mừng bởi vì như quên hết trơn. Thôi bán hàng đi, em đi bụng vòng rồi ha. Rồi bye bye. Dạ bye bye, hẹn gặp lại ha. Cô bán luôn sắp hết rồi cô ha. Rồi nãy bán thì bánh bông lan đồ nữa đủ thứ hết trơn, trong này cũng có tập quá nữa này. Ở đây có bán mấy cái tấm này. Quay giấc này là chiều có đó hả? Chưa đâu, phải ngày mai. Ngày mai mới có, bữa nay em chiếu chợ Kiến An. Kiến An quay hôm qua. Ấy, ngày kia, 2 ngày nữa mới có. Ở đây khổ lắm. Bữa nay còn quay làm lợp tép á.
bữa nay còn quay làm lợp tép á, cách thức làm lợp tép á, rồi ngày mai kiến an ngày mốt. Ừ, đi nổ luôn rồi. Bán mà bỏ vốn ra là lời á. Lời to luôn á, chứ không phải lời nhiều là lời ít đâu. Lời luôn. Đó, cô chú anh chị có nghe không? Ở đây chị em mình đó, cô chú ở đây buôn bán rất là thân thiện. Nói chuyện vui vẻ, dễ thương lắm. Chỗ này là chỗ sống nhà giàu mà. Dạ. Ở đây là bẫy nổ luôn. Ở đây là bẫy lò than bẫy đổ đó. Ừ, lò than mà bẫy nổ. Nó ngộ thiệt. Bà hai đẻ. Qua chị nè, bữa hổm có người bình luận nói là mẹ tôi kìa đó. Cái đó con gái trên Sài Gòn. Đó. Kệ quay đi cho con gái nhìn thấy mẹ cho đỡ nhớ mẹ nè. Trời, nước ngoài cũng thấy được luôn á. Nước ngoài cũng coi được luôn á. Người ta cũng chia sẻ cho con người ta ở nước ngoài, rồi là gia đình ta nước ngoài mình ta xem đỡ nhớ nhà. Làm gì nè, hello, xin chào. Dạ, hello, xin chào bà con, cô chú, anh chị. Dạ, là người đẹp miền Tây của mình nữa đó. Quay phim chưa? Dạ, quay phim đăng lên TV. Dạ, đây là khu vực bán rau cải, các loại rau củ của chợ Cái Xoài nha cả nhà. À, còn phía bên kia thì là bán cá, thịt, rồi gà. Dịch từ bên kia. Dạ, chợ Cái Xoài này cũng khá là lớn, khá là rộng ạ. À, cũng từng khu như vậy đó. Bên đây thì là bán rau cải nè. Đó, còn bên kia thì là bán thịt cá. Thì thôi em mời cô chú anh chị đi sang bên đó xem coi có những mặt hàng gì hay không nha. Trời ơi đẹp quá chừng. Cái này để nồi cơm điện đẹp lắm chị. Dạ, cái đẹp quá à. Qua hết trơn, cái này mới may mới hết nhà. Dạ. Con này để trong xe với đồ nhắc, nồi cơm điện với lại đồ để nước uống đồ không có để cái ly rồi đấy ha, cái cho nó khỏi đó, khỏi có thấm dạ, nước dạ, ướt đó ha. Dạ. Dạ, cái ly cái ca rồi đấy ha. Dạ. Dễ thương quá à. Đẹp lắm chị. Nhưng mà nhà em đồ nhắc nồi nhiều lắm, cả chục cái rồi á. Dạ. Để đồ để nồi cơm. Bà đó có nói là mua cái để nồi cơm, nhưng cái tao để chợt, cái tao chiên cá tao để lên cho nó đã gì đâu. Dạ, ừ, cái này thì nó không có nóng nè, không có nóng. Không có nóng. Dạ. Cái này là mình để đi nước rồi đấy. Chị, cho bà nhìn mai đường chỉ nè chị, trời đâu có phải. Dạ. Mai cái này nhà làm luôn đâu. Hả chị? Cái này nhà làm luôn. Dạ. Cái này dễ dụng rồi, cũng xiên ha, ngồi làm vậy nguyên miếng vậy nè chị, mai vòng xếp để nó mai. Dạ. Từng giải giải cái này hiện nhiêu chị mua đó chị? Cái... cặp gì 10.000 này chị, cái đó bán cặp hả chứ? Dạ. Không bán lẻ hả? Mua lẻ thì bán lẻ 5.000 miếng vậy đó. À. Chị tại ừ mua mấy miếng rồi. Ừ mua mấy miếng mua. Dạ. Em lấy miếng đi. Ừ, lấy miếng. Để cái ca nước. Ừ. Thấy nó dễ thương quá à. Ừ. Chứ còn cái đồ nhắc để ngồi nhà điện đẹp lắm, để nào cũng điện đẹp. Dạ. Dạ. Như nhà có cái này để dạ, vô dạ. Cái nó bằng nhung á. Ờ, rồi dạ, cái để dạ. cái vô cái rổ nữa nhà bà, để vậy. Ba để nhung rồi ba để cái này lên xong với ba nó như cái này thì bán nhiêu miếng? Cái này 12.000 chị lấy cả 11 đi chị. Không. Em lấy cái này thôi. Dạ, tại vì em mua ở nhà em đựng bằng cái thau nhỏ đó. Dạ, 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 cái ca nước dạ. Để vô cái thau đó cho nó khỏi có nước. Dạ, dạ. Khỏi ướt ra bàn. Còn giờ mua cái này chị nói dạ. Cái này nó thấm phải không? Dạ dạ thấm chị. Dạ. Chị mai nói ba cũng mua ba để cái ly nước ba uống á. Dạ. Nó không có bị ấy. Chị bán đũa, bán đồ đủ thứ luôn ha. Cái này là ông xã làm chị. Ông xã dạ. Làm cái này là xí cơm chị cầm thứ hả chị? Cái này là chiếc cũng nhẹ cũng êm quá cái ha. Cái tao lao người ta mà không êm. Dạ yeah, hả? Tại các cái nhà cho nhau em 600 triệu còn dư mới nó ông mới làm chứ dễ gì chị. À vậy đó ha. Tao không bán, tao để làm chỉ tủ. Dạ. Tao để làm chỉ tủ cho đâu bán thau lao mắc lắm chứ. Dạ cái thau lao nó khác ha. Cái thau lao nó không có ai làm thau lao bán gì, tao làm tre không mà chứ dạ. Tại cái này là ông xã ông làm nhà này chị ơi, đẹp lắm dạ. Nè. Bao nhiêu cái? Cái đến 12.000. Dạ. Đẹp lắm. Em thì đổ trong bếp hay cái gì hay đi chợ gì toàn là mẹ mua hết à. Trời bán đủ thứ hết trơn luôn. Cái mới rõ. Dạ. Em thì bánh trái rồi em bê dữ lắm. Không biết cô chú chiên ngoài kia có không nữa. Em thì ưa chú chiên. Quá trời luôn, ngon quá. Đủ thứ nhưng em không có ủng hộ chị đâu, em không có mua được. Dạ. Dạ, sáng mẹ đi chợ mẹ mua rồi. Dạ, nhà ở đâu chị? Em ở ở Mương Lớn đó chị. Dạ. Ở Mương Lớn ngoài trong ngõ không? Em ở ngoài đường. Dạ. Ở đó trong biết 15. Trên chợ mình đó ha. Dạ.
Rồi tới gian hàng của cô Thiện Duyên rồi. Cô bán đồ chai nè. Cả nhà còn nhớ gian hàng cô không? À, cả nhà có từng đi biết từng biết chợ cái xoài và từng đi chợ cái xoài thì đây nè, đồ chai ha, không cần phải đi đâu xa hết đó cả nhà ơi. Ghé gian hàng của cô Thiện Duyên là đủ các món hết trơn, rất là ngon luôn. Trời bắt mắt mà mùi hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Em thỉnh thoảng mới ăn chay, không có ăn chay nhưng mà em thấy em còn mê muốn chết luôn á, ngon quá trời luôn. Con ở đâu con? Dạ con ở Kiến Thành nè cô. Vậy hả? Dạ con ở chợ Mương nè. Vậy sao? Bởi vậy con mới đi qua vòng vòng đây chứ mình nhà nước giờ đâu có cho đi dịch bệnh lây lan quá, đâu có cho mình ở huyện này sang huyện kia đâu cô. Vậy hả? Dạ. Con tại con làm cái này á rồi con thợ may. Nhưng mà cái này thì làm thêm. Dạ. Làm thêm nhưng con mới làm cô ơi, con mới làm con cũng chưa có nhận được tiền của YouTube đồng nào đâu. Làm theo đam mê á. Rồi như mình đi chợ rồi cái mình thấy rồi cái mình quay rồi cái đưa lên cho bà con xa gần ta biết, cái đi chợ người ta biết ở đó có bán cái vậy vậy ta sẽ đến đó ta mua vậy đó, khỏi phải đi tìm. Dạ. Con nói gì ai hiểu. Dạ. Coi như con quay chợ Kiến An cũng vậy nữa. Cái chị Bích Yên á, cái lò bánh của chị á, chỉ nhờ con quay. À, còn lại con quay con đưa lên bà con xa gần ở đâu giờ ta xem ta tới ủng hộ chị quá trời luôn. Cái đó cái nhân viên đó. Dạ. Rồi đó ví dụ như giờ cô cho con mới quay giống như mấy lần trước con quay con đưa lên bà con xa gần cũng điện hỏi thăm rồi. À, mấy đứa con mấy đứa cháu ở gạch giá nó thấy nó mừng hết sức lắm. Dạ. Nó dạ. Gặp bà nội rồi. Dạ đó. Giờ quay mới thấy được. Dạ đúng rồi. Thí dụ như giờ con cháu mình đi làm ở xa không về được. Dạ. Dịch bệnh này không có về được rồi cái bị kẹt ở đâu đó Bình Dương hay đâu đó nhìn thấy cái biết người nhà mình vậy đó. Dạ. Còn thôi con em người ta rồi đi định cư ở nước ngoài đó. Cái người ta cũng chia sẻ qua đó coi, cái cũng nói trời nhớ nhà quá. Dạ mừng. Dạ. Lúc này á mình ở đây dịch bệnh gì quá thấy chợ buồn quá cô ha, vắng quá trời. Đâu có bán con, đâu có bán. Dạ. Chợ ở chỗ con cũng vậy, chủ nhật không có bán. Thì hai nói con nghe nè, bây giờ mừng còn đi chợ có ba người. Dạ, ở đâu đó cũng vậy. Con cũng thất nghiệp, con đâu có may giá gì đâu. Không có may giá, không có sửa đồ gì luôn. Không có làm gì được luôn á. Cũng ở nhà ăn báo đời không. Dạ, thất nghiệp quá trời luôn. Không làm gì hết trơn. Trời ăn bám gia đình luôn. Chứ không có làm được gì hết trơn. Bởi vậy không có cho đi ra đường. Không cho đi ra đường. Cái con ở nhà con kho quẹt, con cũng quay lên. Con luộc rau muống mà con chiên cá con cũng quay lên. Chứ giờ không đi ra đường đâu, đâu có cái gì đâu quay. Thì nó ăn uống vậy đó. Dạ. Thì chứ giờ hỏi cô chứ mấy cái đó thì người ta xem ít lắm. Như mình quay chợ búa hàng quá rồi người ta vui á, người ta xem nhiều. À, chứ còn mình quay như cái đó thì ai cũng biết nấu hết trơn, người ta coi làm chi. Cho nên không ai coi hết trơn. Cái đó là cái vui. Dạ. Đó thì mình ăn cái gì mình quay mình đăng lên cho có cái clip để mình đăng vậy thôi, chứ bây giờ mình làm rồi mà mình không đăng thì cái kênh của mình nó cũng một nghe là nãy mình đang chụp rồi cái lo đi không mà chị kêu vậy. Rồi vậy thôi cô bán hàng, cô với chị bán hàng ha. Dạ cô giữ gìn sức khỏe cô ha. Dạ cô này tới cái. Dạ đó như cô chú anh chị vừa nghe cô Thiện Duyên tâm sự rồi đó. Cô nói là như mùa dịch ảnh hưởng như thế này đó, bà con mình ế ẩm lắm, 10 người đi chợ ngày xưa bây giờ chỉ còn lại có 3 người đi nữa thôi. Đây này rất là vắng vẻ, rất là buồn cả nhà ơi. Và vẫn còn dăng dây giãn cách đây này cả nhà, chứ không phải được tự do đi lại mua bán hay là cái gì đó. Cho nên bà con mình cũng phần đó thì thất nghiệp, cho nên là cũng không có tiền để mà đi chợ mua sắm thoải mái như ngày xưa nữa đó. Cho nên cũng rất là khổ sở à. Dạ. Ảnh hưởng chung đó cả nhà, do dịch bệnh nặng nề lây lan mà ảnh hưởng chung hết tất cả như vậy, chứ không phải gì riêng ai mà cũng không phải riêng gì chợ nào đâu cả nhà. Dạ. Cô cũng ngồi buồn quá cô ha. Bây giờ bán ít lắm chị ơi. Dạ. Mọi người ta ít đi chợ rồi mình bán cũng ít luôn. Dạ. Đó vậy mình đó. Chịu chợ nào. Tết là chị. Dạ chợ nào cũng dạ. Vậy đó cô, ảnh hưởng hết trơn á. Cũng như. Dạ. Bà con người ta đi một bữa ăn tới mấy bữa nè. Dạ đó vậy đó, chợ dạ. Nào cũng vậy đó cô. Dạ, nhưng bây giờ rồi. Thì nhà nước mình cũng hạ chỉ thị cho bà con mình, bởi vì khu mình ở đây cũng là khu vực cũng không phải là khu vực đỏ. Cho nên là nhà nước mình cũng cho mình đi buôn bán làm ăn đồ cho nó dễ dàng một chút đó cô, chứ không thôi thì cũng bà con cũng khổ quá trời.
như con vậy, con cũng thất nghiệp, con cũng đâu có làm được gì đâu. Giờ nay ấy lại được thì con mới đi chợ lại được đấy chứ. Dạ. Thôi cô bán hàng ha, con dạ, đi dạ. Con đi ra hồi này con lấy xe con về. Dạ, dạ thôi thì bên chợ cá cũng không có, cũng không có buôn bán, cũng không có gì đâu cả nhà. À, cũng rất là buồn luôn, vậy thì thôi em cũng không có sang bên đó để quay cho cả nhà mình xem nữa đâu. Bây giờ em quay trở ra ha, quay trở ra để đi về thôi cả nhà ơi. Trời cũng chuyển mưa nữa. Thôi con quay trở ra đặng con về cô ơi. Bên kia cũng buồn quá, con không qua bên đó quay. Bên chợ cá không có người, giăng dây hết trơn rồi. Thôi con về ha. Dạ, dạ con cảm ơn cô. Chợ cũng vắng lắm cả nhà. Dạ, chợ cũng vắng, cũng buồn ghê á. Ngày hôm qua chủ nhật á thì là nhà nước mình á, chợ không có bán. Hôm qua là khử trùng chợ á, cho nên là chợ tạm ngưng ngày hôm qua, hôm nay mới bán lại đó cả nhà. Dạ, con đi quay nữa. Con mua nhưng mà cô bán không cái viên lớn này không được không? Được. Dạ. Ừ. Cái đó nhân đậu hả cô? Đậu xanh. Dạ, bán cho con. À, nhiều, một vài năm. Không, con mua giống gì nè? Có mình con ăn hả? 5 ngàn ha. Dạ. À, mấy bọc? Một bọc. Dạ, cô bán gì cô bán? Tại có mình con ăn hả? Làm đủ màu hết đẹp quá cô ha. Nào theo nhiêu của mình không à? Dạ. 5 ngàn. Dạ. Mua 10 ngàn đi. Cái hàng chè của cô. Được không? Dạ. Rồi thêm chỉ nữa. Được không? À, dạ được. Chỉ nữa được không? Em nước cốt không? Dạ có chứ, cho con nước cốt. Chè không có nước cốt không ngon, mà nước cốt nhiều nhiều quá cô. Dạ, bớt chè lại cho con cũng được, nó con lấy nước cốt á. Ăn chè, ăn bánh gì ưa nước cốt lắm. Nữa đó. Dạ thôi, con ăn ít lắm. Con mua cái nào con thích ăn thôi. Mấy cái này nhà mẹ cũng hay mua về cuốn. Rồi. Rồi, dạ. Dạ, hồi nãy
cả nhà mình xem cái đồ chai của cô Thiện Duyên rồi, còn đây là đồ chai ăn sáng này cả nhà. Hồi nãy đồ chai kia là để bán ăn cơm, còn cái này là ăn sáng này cả nhà ơi, rất là ngon luôn. Đó, ở chợ cái xài này á, cả nhà mình có đi chợ á, muốn mua đồ chai thì nhiều gian hàng đồ chai lắm. Ở đây đồ chai của cô cũng rất là ngon nè. Chả giò nè. Rồi à, dạ, bún chả giò, thịt kho, đồ chợ ngon quá cả nhà ơi. Cả nhà mình có đi chợ cái xài thì ghé ủng hộ cô chứ nha. Dạ, cô thứ mấy cô? Thứ ba. Dạ, cô ba bán hàng đồ chai nè, ở gần cái hàng chè luôn nè cả nhà. Hồi nãy em mua bịch chè rồi nè, ăn hàng. Thôi mình đi nữa cả nhà ơi. Cái này bán ký hay bán trái chị biết xanh? Dạ, bán ký. Dạ. Nhiêu ký là chị? 15.000 chị. Dạ. Bán được 15.000. Dạ. Em lựa, em mua có một trái bán không? Bán, nhiều cũng bán luôn. Tại có một người ăn thôi. 2.000 ký, nửa ký thì nhiêu? Chị lựa trái nào à? Lựa trái 1.000 hả? Vậy cho con trả 2.000. Chị trả cho bà 2.000 ký mà bán rồi. Chị ơi lấy cho em trái này đi. Dạ, chưa có 1.000 bạc mà đâu. Mà đưa em có 1.000 à. Ừ, chị đưa 1.000, nửa ký 1.000. Cái này trả phải 400 gram. Dạ. 400 gram. À, 500 gram thì 7.500. À, 7.000 đi, 7 vụ 500 gram 7.000 đi, cái này 400 gram 5.000 đi, bán lẻo lỗ tại đi 5.000. Tính cho kỹ nha, em cũng không có biết tính đâu á. Bán lỗ chính tỉnh. Rồi mà vậy là bán bớt cái hang vừa bán gì cho đó ha. Chị bán vui vẻ quá trời này cả nhà. Mua bất lợi cho nên là miêu miêu. Dạ. Trời ơi chị thương ghê không, tay chị bị ấy kìa mà, tay chị bị trong bụng mẹ nhỏ hả? Dạ, từ bẩm sinh rồi đó giờ hả chị ha. Dạ. Vậy mà chị cũng vượt lên số phận này cả nhà, chị cũng buôn bán này chứ chị cũng không dạ. Có dạ cho em gửi, đây gửi cái tờ này đi, tờ này nó không có dính màu. Dạ dạ. Ơi chị. Có 5.000 thôi, thối em chi giữ vậy? Rồi. Ủa? Gớt tiền kìa. Yeah. Cái tờ này tại dính mạo em không đưa cho chị, đặt em xài cho nó dễ, còn chị sợ xài cũng được. Dạ, em đi đổ xăng đồ á. Chị ở đâu đi quay đi hả chị? Em ở dưới Mương Lớn nè. Dạ. Dạ cũng gần đây trong xã nhà mình không? Nhà, ha. Dạ. Chứ đâu có dám đi đâu chị. Thí dụ như huyện này sang huyện kia đâu có được đâu. Yeah. Dạ. Nhưng mà mình xã này qua xã kia cũng được. Được, dạ. Trong huyện. Dạ. Trong huyện. Cảm ơn chị. Dạ không có chi chị. Đồ ngon quá chị, đổ trong vòng ra không hả chị? Trời ơi, đây nó nè. Dạ. Ngon á. Dạ. Thằng đẹp còn bán xìu. Dạ. Thì kệ bà con mình đi ít thì kệ cũng. Dạ, ảnh hưởng chung chị ơi chứ không phải gì riêng mình. Bán lại ra chứ. Dạ. Bán lẻ được. Thôi kệ cố gắng ha chị ha. Dạ. Thôi em cảm ơn nha, em đi ha. Mẹ đi chợ hồi sáng rồi, mẹ mua đủ hết trơn. Tại cái này em muốn ăn là em mua. Thích dạ, thích thì mua. Chứ đi quay chứ không có phải đi chợ. Mẹ đi chợ mua rồi. Thôi chị bán hàng nha, em chúc chị ngày mới buôn mai bán đắt ha. Dạ, với lại giữ sức khỏe chị ha. Dạ. Trời ơi, bắp nữa nè, ngon quá chừng luôn. Nhưng mà không có mua nhiều, mua mấy thứ thôi. Bán cho món màu hết chị. Ngon gà đi cô. Con nhà mẹ đi chợ rồi, tại con thích ăn cái này con mua cái trái này nè. Gà này con muốn cô. Dạ con biết nhưng mà mẹ mua ở nhà chắc trong tủ nhiều lắm rồi, đủ thứ hết á. Quay cái này đăng làm chi? Con quay con đăng lên tivi á cho bà con mình gần xa người ta coi đó. Dạ. Có chú thấy nhiều quà chú nói khi nào hỏi. Dạ. Có tivi coi cũng được mà coi điện thoại cũng được nữa, rồi ở trong nước ngoài nước gì cũng coi được hết. Mình lãnh lương không? Dạ có. Vậy hả? Dạ con làm cái này YouTube trả tiền con. Thôi con cảm ơn cô nha, con đi ha. Hai cô bán hàng mạnh khỏe nha. Thôi hết rồi cả nhà ơi, bây giờ mình quay trở ra còn một hai gian hàng quần áo là hết rồi. Đi đường nào ra ta? Đi ra ngoài này mua mấy cái kẹp tóc nữa là mình về ha. Mày mặc
Chị yêu ơi, khăn này nhiêu cái vậy? Dạ. Nó có ra màu không ta? Không không, bao luôn. Thiệt hả? Dạ, bao luôn. Không ra màu thiệt hả? Dạ. Cái này rẻ hơn nè, có 10 ngàn nè. Nó không bằng, cái này thì 2 cái 25 nè. Cái này 2 cái 25. Dạ. Êm lắm. Lấy 2 cái đi cô. Êm lắm. Rồi em muốn lấy 1 cái. Khoan từ từ nha, để coi lấy cái nào. Cái khăn này còn cái nè, khăn này tôi để 1 cái, tôi cần la mặt này còn cái. Cái đó là, cái đó hiện nhiêu? Cũng bằng luôn. Êm lắm. La mặt này êm lắm, mình xèo luôn. Vậy lấy cái này cái kia hả? Cái này với cái kia ha. Cái này nhưng cái mà này. Cái này anh thấy sợ nó đen không ta? Không, đau chân luôn, đau mình xèo luôn. Tại vì một cặp á, chị lấy nhà cái chị la mặt rồi, còn cái đó nó rút nước ha, rút nước rồi bao luôn. Cái này cái kia đây, thằng này em á. Dạ. Mua kẹp tóc. Kẹp nó lửa đây coi. Kẹp này nè. 5 ngàn hả? Dĩ này 5 ngàn hả? Dạ. 2 cây có 5 ngàn. Rồi cho dĩ đó nữa. Luôn. Rồi. Rồi gì nữa không? Hết rồi, ủng hộ chị vậy thôi ạ. Ủng hộ nhiêu đó thôi. 2 tháng này á. Mới gặp lại. Bởi vậy quá trời lâu luôn rồi. Giờ mới được đi chợ mừng quá nên đi mua lum hết trơn á. Bởi vậy. Bữa đó chị bán bữa mà mấy bà đây chị có bán bữa ăn đặc quá đó. Dạ chứ giờ á dịch bệnh lây lan tùm lum cũng sợ chị ơi, nói vậy chứ mình sáng sống chung với dịch rồi đó. Dạ thì mình giữ sức khỏe cho mình thôi. Dạ dạ chứ giờ không ai giữ cho mình á, giữ mình đi. Dạ. Mình ở đây thì đỡ lắm, không nên đổ. Dạ. Khoan chị đợi em chút nha. Vì có gì về mà quay đây nói. Nói nha. Ta biết ta chuẩn bị nha. Rồi kính thưa cô chú anh chị và các bạn, nãy giờ em đã mời và đưa cô chú anh chị tham quan hết một vòng chợ cái xài này rồi ạ. Dạ tuy rằng bà con mình đi chợ có nhà nước nới lỏng cho mình, cho bà con mình buôn bán làm ăn làm việc đi chợ lại thực thì, nhưng cũng vẫn giữ khoảng cách và giữ an toàn cho mình bằng cách mình đi chợ phải rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang, giữ sức khỏe cho mình, cho gia đình và cho cộng đồng nha cả nhà. Dạ thôi thì em cũng xin tạm dừng video của em ở đây. Dạ em rất cảm ơn cô chú anh chị đã luôn yêu thương đồng hành cùng em trên kênh Ấm Áp Miền Tây. Dạ em xin chúc cả nhà mình có một ngày mới thật an lành, vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình, bên những người thân yêu của mình nha. Dạ, đặc biệt là hãy giữ gìn sức khỏe nha cả nhà ơi. Dạ, xin hẹn gặp lại. Bye bye.